Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, lễ hội đồi cỏ Ba Quáng là một trong những giải pháp trọng điểm của huyện Hạ Lang nhằm từng bước đưa du lịch trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chính quyền và bà con nhân dân đã chung sức đồng lòng tổ chức thành công lễ hội với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi. Qua các hoạt động quảng bá, hình ảnh đồi cỏ Ba Quáng, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đã vẽ nên một hình ảnh Hạ Lang nên thơ, gợi nhiều cảm xúc cho du khách thập phương. Đây sẽ là nội dung chính trong phóng sự mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Giải chạy chinh phục đồi cỏ Ba Quáng, giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa Trạng Nguyên hay màn trình diễn dù lượn, đồng diễn dân vũ trên đồi cỏ. Đây là 4 hoạt động thể thao nổi bật được huyện Hạ Lang tổ chức tại lễ hội Ba Quáng năm 2023. Từ các chương trình trên, huyện thành công quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà nên thơ đến với du khách gần xa. Trong đó có thể kể đến giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa Trạng Nguyên đã thu hút nhiều tay đua đến từ các câu lạc bộ trong tỉnh tham gia. Điểm hấp dẫn nhất của giải nằm ngay trong chính tên gọi, mang tên một loài hoa biểu trưng của địa phương, đó là hoa Trạng Nguyên. Sự sáng tạo trong việc tận dụng tiềm năng sẵn có của tuyến đường hoa dọc khắp các bản làng đã đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho các vận động viên trên cung đường đua. Phải nói rằng là tôi thấy là chưa có con đường nào tôi từng thấy đẹp như thế. Về cái loài hoa mà mang tên rất là đẹp, hoa Trạng Nguyên. Mà tôi tưởng ban đầu tôi xem qua các tư liệu phim ảnh thì nó chỉ tưởng chỉ một đoạn thôi, hóa ra rất là dài, nó khoảng mấy cây cơ. Thì phải nói rằng là cảm xúc rất là tuyệt vời. Phải nói rằng hơn 10 năm rồi tôi mới quay lại Hạ Lang. Phải nói rằng cái khung cảnh về sự phát triển như là cái sự đầu tư cho du lịch cũng có rất nhiều là đổi mới, đổi thay, để tư duy cách làm mọi thứ đều đổi thay và đổi mới, và mong rằng là cái sự phát triển càng ngày càng đi lên, Hạ Lang càng ngày càng thu hút được nhiều du khách. Nếu như các hoạt động thể thao hiện đại gợi du khách về vẻ đẹp làng quê yên bình giữa mùa hoa Trạng Nguyên, thì các môn thể thao dân tộc lại mang đến cho du khách trải nghiệm về nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Đẩy gậy, kéo co, lầy cỏ là trò chơi dân gian mang tính cộng đồng, nên từ lâu đời, các trò chơi này đã được tổ chức tại các lễ hội. Qua trò chơi không chỉ mang đến không khí sôi nổi, mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Nhất là mang đến niềm vui cho nhân dân, tạo cơ hội để họ được giao lưu, giải trí, tái tạo năng lượng sau những ngày lao động vất vả. Tôi là đã chơi môn lầy cỏ này là cũng cách đây là gần mười mấy năm rồi, thì cũng là thấy rất là vui đấy, bởi vì là trước khi tôi tìm hiểu lầy cỏ đấy, tôi thấy các anh chị ở trong làng thì cũng hay lầy, thì tôi là tiếp tục học hỏi để lầy cỏ, để tham gia các lễ hội, ví dụ như là các lễ hội ở trong xã cũng như ở trong xóm, thì cũng là để muốn là giao lưu học hỏi. Có nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã từng khẳng định rằng ẩm thực là hồn cốt của dân tộc, là vị của quê hương. Bởi vậy, tại lễ hội đồi cỏ Ba Quáng, để du khách cảm nhận trọn vẹn về nét đẹp văn hóa nơi đây, huyện đã tổ chức thi các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc hữu của địa phương, hội thi ẩm thực và trình diễn nghề làm bún thủ công, nghề làm đường phên truyền thống. Các gian hàng ẩm thực chính là nơi đã giữ chân nhiều du khách khi đến đây. Các sản vật, nông sản đặc hữu của địa phương được trưng bày tại 13 xã, thị trấn, lựa kỹ lưỡng, dựa trên tiêu chí sạch, tươi ngon nhất. Cũng qua những hoạt động như vậy đã khơi dậy tinh thần lao động sản xuất của bà con, tạo cơ hội để họ quảng bá sản phẩm với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vâng, đến với lễ hội hôm nay, xã của chúng tôi mang đến các món đặc sản là thứ nhất là củ cải, mía, sắn, bí, trứng, lạc, gạo nếp, gạo tẻ, và đặc biệt là món bánh nướng là đặc sản của Hạ Lang, là cũng là của xã Thống Nhất. Rồi còn có mâm xôi, lợn quay, mong muốn quảng bá để có đầu ra rồi dân yên tâm sản xuất về cái thương hiệu như là bánh nướng này, gạo sạch này, với trứng sạch này. Người dân làm ra của cải thì
mong là tiêu thụ được nhiều, thì không là trong xã, trong huyện mà tiêu thụ ra ngoài tỉnh và ra đến các tỉnh của bạn, lân cận của bạn nữa. Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng năm 2023 là một giải pháp của huyện Hạ Lang nhằm thúc đẩy chương trình số 09 về việc thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã chung sức đồng lòng tổ chức thành công lễ hội với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Đặc biệt, địa phương đã ưu tiên những tiềm năng thế mạnh của địa phương để khai thác và tạo điểm nhấn cho lễ hội. Từ lễ hội nhằm thúc đẩy chất lượng dịch vụ du lịch, dịch vụ nhà hàng, lưu trú của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, thúc đẩy kinh tế của địa phương. Huyện Hạ Lang là một trong những huyện vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng. Và nhân dân, các dân tộc huyện Hạ Lang cũng dòng truyền thống cách mạng cần cù chăm chỉ và anh dũng trong bảo vệ quê hương đất nước. Việc tổ chức lễ hội đồi cỏ Ba Quáng năm 2023 sẽ giúp quảng bá hình ảnh về vùng đất quê hương và con người Hạ Lang đến với bạn bè và du khách quốc tế, qua đó thì tạo điều kiện để thúc đẩy và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội của huyện. Huyện Hạ Lang là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh thiên nhiên, đặc biệt đồi cỏ Ba Quáng được thiên nhiên ban tặng với những ngọn đồi chập trùng uốn lượn, trải đầy một màu cỏ cháy kỳ lạ, tạo nên sự thích thú của du khách gần xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội đồi cỏ Ba Quáng tổ chức với quy mô cấp huyện, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, tình người chan hòa ấm áp nơi đây đã khiến nhiều du khách cảm thấy yêu mến xứ sở thần tiên này. Nói chung là các gian hàng ở đây thì nó đầy đủ các loại hàng ở địa phương của Hạ Lang, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Tày Hạ Lang. Nó phong phú, đa dạng và nhiều thể loại khác nhau. Nó cũng có nhiều thứ để mình lựa chọn để du khách tham quan. Đây là đầu tiên mà câu lạc bộ xe đạp thành phố vào tham dự một cái lễ hội, cũng là một lễ hội mới của huyện Hạ Lang, thì cũng rất là thấy cảnh đẹp đây rất là đẹp, mà cái tiềm năng mà phát triển du lịch ở đây rất là tiềm năng. Sau tôi nghĩ rằng sau cái lễ hội này thì sẽ quảng bá được cho cái đồi cỏ và được cho những đường hoa và những cái vị trí danh lam thắng cảnh đẹp của huyện Hạ Lang, sẽ thu hút khách du lịch đến để mở ra một cái hướng là để tổ chức du lịch cho những năm tiếp theo của huyện. Có thể thấy Hạ Lang đang từng bước phát huy tiềm năng sẵn có từ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống, ẩm thực, tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch huyện nhà. Là địa phương nằm trong tuyến trải nghiệm phía đông của xứ sở thần tiên, công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, hy vọng rằng với sức mạnh nội sinh, thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đứng bước mỗi người trở thành một kinh tế mũi nhọn, để hình ảnh du lịch Hạ Lang mãi nên thơ trong lòng của du khách. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.